Đầu tháng 10 năm 2023, bốn con giáp hốt chọn lộc trời phất vù vù. Người tuổi Tỵ bẩm sinh đã thông minh, tài trí hơn người, tư duy nhanh nhẹn, linh hoạt, rất giỏi trong việc quản lý tài chính. Đầu tháng 10 năm 2023, do được hưởng lộc quý nhân nên người tuổi Tỵ có không ít cơ hội đầu tư kiếm lời. Do nắm bắt được cơ hội nên con giáp này sẽ thu về những khoản tiền kếch xù và nhanh chóng mua nhà, tậu xe. Tuổi Tuất, người tuổi Tuất rất thông minh, linh hoạt, có khả năng thích ứng nhanh chóng. Con giáp này cũng là người cầu tiến trong công việc, luôn phấn đấu vì mục tiêu đề ra. Thời gian đầu tháng 10 năm 2023, sự nghiệp của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, làm việc gì cũng dễ dàng đạt được thành công. Chính vì thế thu nhập cũng tăng lên chóng mặt, số tiền tích lũy trong tài khoản lên đến 10 con số. Người tuổi Sửu lương thiện, luôn đối xử chân thành với mọi người, có lòng bao dung và luôn hòa đồng nên được nhiều người yêu mến, quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn. Bước vào đầu tháng 10, do được quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên con giáp này có thể vượt qua mọi trở ngại trong công việc và hoàn thành xuất sắc mọi việc. Do đó, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng. Thời gian đầu tháng 10 năm 2023, được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Hợi vô cùng may mắn trong mọi việc và luôn được quý nhân phù trợ, đặc biệt là về tài vận. Thu nhập của con giáp này tăng lên gấp 3, gấp 4 thời gian đầu tháng và không còn phải chịu áp lực nào về tài chính nữa. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.